Chợ Hoa Xuân lần thứ 10 tại Asia Times Square sẽ được tổ chức tưng bừng náo nhiệt vào hai dịp cuối tuần 20, 21, 22 tháng 1 và 27, 28 tháng 1 với ca nhạc hàng đêm, các tiết mục biểu diễn đặc sắc hàng ngày, văn nghệ đa văn hóa, đa sắc tộc, múa lân, múa rồng, biểu diễn võ thuật, nhảy last mode, đốt pháo, lô tô, các gian hàng ẩm thực, chụp hình chợ hoa, chương trình thi hát, giọng hát nhí 2017. Hãy cùng mang gia đình đến với Lunar New Year Festival. Ban tổ chức chợ Hoa Xuân lần thứ 10 kính mời.